5 quy tắc ứng xử của một người chồng thông minh đối đãi với vợ của mình. Thứ nhất, nhẹ nhàng, hòa nhã, lịch sự với vợ, luôn chào hỏi vợ khi đi làm về, không có to tiếng quát mắng vợ khi tức giận. Thứ hai là không gia trưởng nhé, quá là hà khắc với vợ, không có bắt vợ phải làm theo mọi ý muốn của mình, lắng nghe ý kiến của vợ, tôn trọng sở thích và đam mê của vợ, không có được kiểm soát quá mức nhá. Thứ ba này, hết mực chung thủy với vợ của mình, không có đi chơi quá là khuya, về nhà sớm để dành cái thời gian cho vợ của mình, không có để vợ phải nghi ngờ về cái sự chung thủy của bạn. Thứ tư là tặng quà cho vợ vào những cái dịp lễ hay không vì dịp gì cả cũng tặng, như là một bó hoa tươi này, một chiếc vòng tay này, hay là một chiếc đồng hồ đấy, một bữa cơm ngon do chính mình làm cũng sẽ giúp cho vợ của bạn cảm thấy được yêu thương. Thứ năm, cùng với vợ chia sẻ mọi việc ở trong gia đình, giúp đỡ vợ nấu ăn này, dọn dẹp nhà cửa này, chăm sóc con cái cùng vợ, lắng nghe và chia sẻ những cái khó khăn tâm tư cùng với vợ, để vợ thấy rằng là cô ấy đã trao tặng cái thanh xuân và cuộc đời cho một người xứng đáng.